Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Sống và Làm Việc theo Pháp Luật của Đài Hà Nội. Mở đầu sẽ là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. Theo đó, một trong số những điểm đáng chú ý là dự thảo nghị định bổ sung quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh. Dự thảo nghị định quy định nhiều ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu gồm ưu đãi đối với hàng hóa có xuất xứ Việt Nam, ưu đãi đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ưu đãi đối với nhà sản xuất trong nước được chuyển giao công nghệ để sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam. Cùng với đó, dự thảo nghị định cũng sẽ ưu đãi đối với nhà sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam trên cơ sở sáng chế hoặc kết hợp một phần chuyển giao công nghệ, ưu đãi đối với đấu thầu trong nước, ưu đãi đối với sản phẩm dịch vụ được dán nhãn sinh thái, nhãn xanh, nhãn năng lượng và tương đương. Tập đoàn Điện lực EVN vừa gửi Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam văn bản đề nghị không tăng giá bán than cho sản xuất điện. Theo EVN, năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất, kinh doanh, tài chính của tập đoàn và các đơn vị thành viên gặp rất nhiều khó khăn do sự biến động tăng đột biến của giá nhiên liệu như giá than, giá khí, giá dầu. Vì vậy, EVN đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam xem xét không điều chỉnh tăng giá than trong nước bán cho sản xuất điện, giá than trong nước trong phương án pha trộn với than nhập khẩu. Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến trình Chính phủ trong tháng 10 năm 2023 nghị định mới về quản lý Internet bao gồm xác thực tài khoản người dùng mạng xã hội qua số điện thoại, gỡ bỏ các nội dung vi phạm pháp luật khi có yêu cầu, tạm khóa hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản, nhóm, kênh vi phạm pháp luật, ngừng dịch vụ Internet với tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật. Chỉ các mạng xã hội có giấy phép mới được cung cấp dịch vụ phát video trực tuyến. Dự thảo nghị định thay thế nghị định 72/2013 và nghị định 27/2018 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng hiện đang trong quá trình lấy ý kiến nhân dân. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 60, điều chỉnh tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực 1, gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết có trong mục chính sách mới ngay sau đây. Cụ thể, xe ô tô, trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, rơ móc, semi rơ móc đăng ký rời, mức thu lệ phí là 500.000 đồng một lần một xe. Xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up, 20 triệu đồng một lần một xe. Xe rơ móc, semi rơ móc đăng ký rời, 200.000 đồng một lần một xe. Đối với xe mô tô trị giá đến 15 triệu đồng, 1 triệu đồng một lần một xe. Xe mô tô trị giá trên 15 đến 40 triệu đồng, mức thu là 2 triệu đồng một lần một xe. Xe mô tô trị giá trên 40 triệu đồng, mức thu là 4 triệu đồng một lần một xe. 4 trường hợp được miễn lệ phí bao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam. Tổ chức cá nhân nước ngoài khác không thuộc các đối tượng nêu trên nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký biển số phương tiện giao thông theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật. Tiếp theo chương trình trong mục đúng hay sai, mời quý vị cùng gặp gỡ biên tập viên Thanh Nhàn và chuyên gia của chương trình để giải đáp những quy định của pháp luật về quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng lao động. Thưa quý vị và các bạn, trong một chương trình trước thì chúng ta đã tìm hiểu về thế nào là hợp đồng lao động và những cái điều mà cần phải chú ý khi thực hiện ký kết hợp đồng lao động. Và trong chương trình hôm nay thì luật sư Nguyễn Thị Kim Dung đến từ công ty luật LTT và các cộng sự sẽ tiếp tục giải đáp cho quý vị các bạn về quyền lợi của người lao động khi mà bị chấm dứt hợp đồng lao động. Xin chào các quý vị khán giả. Và sau đây thì mời luật sư cùng theo dõi một tình huống. Chị T làm việc cho công ty A theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ tháng 2 năm 2021. Đến tháng 12 năm 2022, công ty A tuyên bố phá sản và chuyển nhượng toàn bộ nhà máy và nhân sự cho công ty B. Chị T bị công ty B cho thôi việc. Xin được hỏi luật sư là trong tình huống chúng ta vừa theo dõi thì chị T sẽ được hưởng những cái quyền lợi gì khi mà chị bị chấm dứt hợp đồng lao động? Trong cái tình huống này thì cái dữ liệu mà chúng ta thấy có giá trị nhất đó là gì?
chị T bị công ty B chấm dứt hợp đồng lao động và hợp đồng lao động này bị chấm dứt sau khi công ty B đã tiếp nhận nhà máy và nhân sự từ công ty A. Để rõ ràng trong trường hợp này thì công ty B phải tiếp nhận hoàn toàn các cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động từ công ty A đối với chị B. Tuy nhiên ở trong trường hợp này thì không đưa ra các cái lý do và dữ liệu là lý do vì sao đó, lý do vì sao mà công ty B lại chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị T. Có phải là vì lý do cơ cấu lại tổ chức hay không, hay là vì bất kỳ lý do nào mà thuộc các trường hợp được chấm dứt hợp đồng lao động theo như Bộ luật Lao động đã quy định và cho phép. Như vậy thì nếu như với cái dữ liệu hiện tại đã cho thì cho thấy là cái việc chấm dứt hợp đồng lao động của công ty B có vẻ như là trái pháp luật đối với chị T. Vậy thì rõ ràng trong trường hợp này cái quyền lợi mà chị T được yêu cầu công ty B phải thực hiện đối với mình đó là gì? Thứ nhất là được yêu cầu bồi thường một khoản tiền tương đương 2 tháng lương do cái việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật của công ty B. Thứ hai là bồi thường một khoản tiền tương ứng với thời gian thông báo mà lẽ ra phải thông báo trước nhưng công ty đã không thông báo trước đối với chị T. Và thứ ba nữa là yêu cầu công ty B trả cho chị T cái khoản tiền cho khoảng thời gian mà chị T không được làm việc. Và thứ ba nữa là có quyền yêu cầu công ty B nhận chị T quay trở lại làm việc. Nếu như trong trường hợp mà công ty B không nhận chị T quay trở lại làm việc thì hai bên có thể thỏa thuận để mà chấm dứt hợp đồng lao động. Và trong trường hợp này thì tiền mà các bên thỏa thuận với nhau sẽ không được thấp hơn 2 tháng lương so với hợp đồng. Và còn một cái điểm cũng khá là quan trọng nữa là nếu như trong trường hợp mà vì lý do nào đó chị T không muốn quay trở lại công ty để làm việc nữa thì do là cái hợp đồng lao động của chị T đã thực hiện được hơn 12 tháng rồi cho nên chị T sẽ được hưởng cái trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động. Ở đây có một vấn đề đặt ra là cái hợp đồng lao động trước đó chị T ký với công ty A, sau đó chuyển sang ký với công ty B. Trên thực tế là công ty B đã tiếp nhận các quyền và nghĩa vụ từ công ty A. Nhưng nếu tính theo cái thời gian làm việc theo hợp đồng của mỗi công ty thì liệu chị T có đủ điều kiện là làm việc từ đủ 12 tháng tại công ty B để mà hưởng cái trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động hay không? Thì đó cũng là một câu chuyện trên thực tế mà hiện nay là còn đang xảy ra những cái tranh cãi nhất định. Bởi vì lúc đó rõ ràng là công ty A đã bán cho công ty B, đã chuyển sang cho công ty B và chấm dứt cái sự tồn tại của mình rồi. Một lần nữa xin cảm ơn luật sư Nguyễn Thị Kim Dung. Sau đây sẽ là tình huống dành cho khán giả. Thực hiện quyết định ly hôn của tòa án, đứa con 2 tuổi của vợ chồng anh X được ở với mẹ. Tuy nhiên, sau đó anh X luôn bị ông bà ngoại cản trở việc đến thăm và đón con về chơi. Anh X muốn hỏi, việc xin đón con vào những dịp nghỉ lễ Tết như vậy có chính đáng không? Hành vi ngăn cản của ông bà ngoại như vậy có vi phạm quy định pháp luật không? Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị cập nhật thêm nhiều thông tin về pháp luật hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số tiếp theo.